Đi thôi Doraemon, đi đâu vậy Nobita? Tớ nghe nói thành phố Los Santos bị binh đoàn robot tấn công. Ta cần phải đi giải cứu thành phố. Đồng ý. Ta đi thôi Nobita. Đây rồi, đội quân đó đang tàn phá thành phố. Sử dụng súng của cỗ máy thời gian bắn chúng đi. Không ăn thua gì cả. Súng máy không tác dụng với chúng. Cậu có bảo bối nào khác không? Chắc là phải sử dụng súng tên lửa thôi. Mấy giờ rồi nhỉ? Ủa Doraemon đi đâu rồi nhỉ? Đang định dù cậu ấy đi tìm vương quốc khổng lồ mà đi đâu rồi không biết. À đây rồi. Cậu đi đâu đấy mèo ú? Tớ đi dù Suka. Chào Suka, chào Nobita. Cậu đi tìm xe đi, có lẽ nó ở ngoài sân bóng ngoài kia. Cậu có biết lái con Nobita không chứ dễ ẹp, thì khó đầu Doraemon, thì cẩn thận. Oái, xin lỗi tôi có để ý đường, cậu đúng là hậu đậu. Thôi, cậu lấy cỗ máy thời gian đi, ok để tớ lấy,